Vào ngày 22 tháng 11, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giao Feng Cheng, 54 tuổi, là đối tượng đang bị Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Huế. Qua công tác kiểm tra hành chính tại khu đô thị mới An Vân Dương, phường An Đông, thành phố Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện Yao Feng Cheng sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn từ 16 ngày trở lên mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Mở rộng điều tra được biết là Yao Feng Cheng bị Công an thành phố Nghi Trinh, tỉnh Tô Giang, Trung Quốc đã ra lệnh tạm giam hình sự về tội, khai khống hóa đơn giá trị gia tăng. Nhưng Yao Feng Cheng đã bỏ trốn. Hiện đối tượng đã được di lý bàn giao cho Bộ Công an Trung Quốc xử lý.